Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Ngô Thư Hân, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1995, nặng 50kg. Cô sinh ra tại Thượng Hải và tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật La Salle. Hiện tại là diễn viên ca sĩ người Trung Quốc. Tháng 5 2015, Ngô Thư Hân vào vai Thanh Xà trong bộ phim Tân Biên Thành Lãng Tử. Đây là bộ phim đầu tiên của cô mở ra con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Phim do Chu Nhân Long và Trương Hinh Dư diễn chính, được phát sóng vào năm 2016 và được Việt Nam mua bản quyền chiếu tại VTV3 vào khung giờ 17 giờ năm 2018. Năm 2017 có nhiều bộ phim có sự tham gia của Ngô Thư Hân được phát sóng: Hoa Rơi Năm Xưa vai Lý Giật Phàm, Quân Sư Liên Minh vai Lưu Quý Nhân, phim do Ngô Tú Ba, Lý Thần và Lưu Đào diễn chính, Bình Phàm Năm Tháng vai Lý Tiểu Nhã. Ba bộ phim này đã được quay vào năm 2016. Cuối năm 2016, Ngô Thư Hân tham gia vào chương trình Năm Nhất và Mùa Tốt Nghiệp do đài truyền hình Hồ Nam sản xuất. Ngoài ra, cô còn hát bài hát chủ đề cho show này. Năm 2018, bộ phim Bạn Thân Mến phát sóng trên Youku, trong phim cô vào vai Trần Thần Thần. Đầu năm 2019, bộ phim Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi phần 2, trong phim cô vào vai nữ chính Điền Tịnh Thực, đóng cặp với nam diễn viên Điền Trai Mike. Nhạc phim Câu Hỏi Thực Hành Tình Yêu cũng do Ngô Thư Hân đảm nhiệm. Sang tới đầu năm 2020, Ngô Thư Hân liên tiếp phủ sóng trên màn ảnh nhỏ. Trong vai phụ Thái Mẫn Mẫn, cô diễn cặp với nam diễn viên Trương Vũ Kiếm trong vai em trai của nữ chính trong bộ phim Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Phim do Tống Thiến và Tống Uy Long diễn chính, phát sóng vào tháng 1/2020 trên Đài Xoài. Tháng 2, bộ phim Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi chiếu online trên Ái Kỳ Nghệ, trong phim cô vào vai nữ chính Điền Tam Thất, đóng cùng nam diễn viên Lưu Dịch Sướng. Ngoài ra, cô còn đảm nhiệm các khúc chủ đề cho phim Từ Khi Gặp Được Anh. Vào tháng 3/2020, Ngô Thư Hân xuất hiện trong show Thanh Xuân Của Bạn mùa thứ 2 do Ái Kỳ Nghệ sản xuất. Hiện tại, show vẫn đang được phát sóng trên Ái Kỳ Nghệ. Bạn đang xem video tại kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.